Ông đi đâu ấy? Anh đi khóa cửa thôi, xong rồi mình đi. Ông có bị dở hơi không? Đêm hôm mình đi ra ông khóa cửa là thế nào? Khóa xong xong vào rồi đi ra. Anh đi ra xem biết đâu nhỡ ai người ta nhìn thấy mình khóa. Ây ừ. Khai mau. Giờ này ra ngoài đường rồi đi hẹn hò với con nào? Con nào anh đi công tác. Công tác gì cái giờ này? Đối tác. Đối tác nào? Gặp đối tác. Đối tác nào? Đối tác mà đối tác tiền tỷ đây. Này nhá. Tôi đang nói chuyện với ông nhá. Cái thái độ của ông là như nào hả? Tôi nói ông không nghe, ông lại còn nhăn nhở ông cười à hả? Cười đâu? Rõ ràng đang cười đây này. Ôi giời, khổ quá, lấy nhau bao nhiêu năm em biết là cái cấu trúc nó thế rồi. Mà tôi nói cho ông biết nha, hôm nọ là ra đám là người ta đã phản ảnh lại với tôi rồi đấy. Phản ảnh nào? Ông là ông rất là vô duyên nhá. Sao? Nhà người ta đang niệm thì ông cứ nhăn nhở ông nghe rằng ông cười. Khổ quá gì, anh cười đâu. Rõ ràng hôm ấy anh đi thắp hương anh đã ý thức được là anh ấy mím mồm rồi. Mím đâu mà mím, người ta bảo là anh cười mỉm. Cái mỉm đâu, anh khép hai cái môi vào cho nó hợp cái hoàn cảnh. Thế xong rồi anh còn cẩn thận anh lại anh bảo cái anh chủ là lúc nãy không phải là em cười mà là cái kiểu em nó thế, thì tí giải thích hộ bà con lối xóm. Nhưng mà cái chị vợ chắc là không để ý thôi. Mà thôi, tôi không nói chuyện dài dòng với ông nữa. Tóm lại là không có đối tác ở giờ này cả. Đi vào, nhanh lên, vào khoảng chưa? Vào được, khổ quá đây. Anh xin vợ anh đi đúng một lần rồi thôi. Mà đối tác người ta ở tận nước ngoài ra sang chứ có phải là mình có gì đâu. Thật. Có thể là đối tác nước ngoài không? Anh thề 100%. Thề thế nào? Anh thề là rất thật. Đùa đâu mà. Thôi được rồi. Vào ngủ đi, gà lên chuồng rồi. Thôi được rồi. Đi đi. Đi nhá. Đi đi. Cho anh đi nhá. Có đi không? Đi. Đùa với con này à? Con này không đơn giản như thế đâu nhá. Về nhô. Đâu đây? Hả? Ê giời. Ra đây. Ra đây này, ra đây à? Này nhá, hôm nay nhá, bà bắt được tận tay, bà dạy tận chán nhá. Chúng mày mèo mả gà đồng với nhau ở đây đúng không? Mèo mả đâu? Bà hả? Come on. Con là cái gì? Là câm mồm. Con Tiêu đây. Con Tiêu đây này, mày cũng câm mồm luôn nhá. Mày nghe bà hỏi đây, mày là con nào? Hả, mày điếc à? Bà hỏi lại lần nữa, mày là con nào? Làm gì có con nào? Alo, con Tiêu đây. Con Tiêu đây, mày là con nào? Tiêu đây nào? Là con Mão đây. Con Mão à? Úi giời, này, Mão thì cũng vớ vẩn thôi nhá. Mão thì chỉ là mèo thôi. Còn chị đây nhá là hổ báo cáo trộn nhá. Nhá, con Tiêu đây mãi mà mày giỏi mày ra đây. Mày giỏi mày ra đây. Mày thách cái gì? Tao thách mày đấy, mày ra đây. Tao ra luôn đây. Mày ra. Nào mày làm gì tới tao, nào. Ô. Ô. À. À. Mới đầu lại cứ tưởng tiểu tam. Hóa ra là cái lão Mão xàm làng ta. Thế đã bảo rồi, đây là cái việc công ty. Chứ cái này em cứ làm gì mà lại căng. Come on. Bây giờ tôi hỏi ông nhá. Cái việc công ty ông bảo tôi là ông ra để ông gặp đối tác đúng không? Đối tác sao ông hẹn cái giờ nó sớm sủa? Mà thì đúng cái giờ mà đêm hôm này để hẹn nhau làm gì? Sập sình à? Sập sình cái gì khổ quá đấy. Đối tác nó là việc kiều. Tại sao em nó cứ nói nhiều thì nó mất vui. Tức là thế này này. Đối tác nó là người American. Tức là bên Mỹ. Đối tác bên Mỹ bây giờ thì mình là khuya. Nhưng mà bên Mỹ nó là ban ngày. Mà người ta theo thói quen ban ngày thì mình phải đi cày theo người ta như thế. Cày ông rồi lại còn đi cày theo à? Cày nào? Cày, thôi, mình nói hộ. Tức là cày tức là mình cày gì? Tức là mình hợp tác.
hợp tác thế nào? Trời, Mạo Mạo nói hộ câu. Ủa thì hợi mới nói hộ câu. Ủa thì quá, tức là tao bảo mày nói hộ câu. Thì tao bảo mày nói hộ câu. Ủa cái thằng ngu này, mày giải thích hộ Mạo. Ủa giời ấy, thì bảo luôn nó là giải thích. Nào nhanh khẩn trương lên. Khẩn trương. Em bình tĩnh nha này, để anh giải thích cho. Thật sự này em ạ, nói về thằng hợi thì em biết đấy, tính nó như nào. Nó hiền lành chất phát. Ở làng đấy ai bảo cái gì là nó giúp đỡ, nó xăm xắn. Như việc của anh này, có những cái việc mà anh tưởng anh không thể làm nổi, cuối cùng nó giúp anh. Thôi mượn đấy, tốt lắm em ạ, sống tốt lắm. Cho nên thế này, anh giải thích mà anh cũng nói nét một câu. Đúng rồi. Là em đừng có tin nữa. Ôi giời ơi, cái thằng Mạo không này. Tìm được thì tóm lại ông đến đây làm gì? Ôi hiểu rồi, vợ chồng với nhau chứ gì. Tôi đã hẹn cậu hợi ra đây là gặp một đối tác rất quan trọng. Đấy. Nếu như mà cái hợp đồng này thành công, không những mà chúng ta phát triển mà còn kiếm được bộn tiền. Đấy, bảo rồi. Có tin được không? Sống mà phải có niềm tin. Đúng rồi, sống là phải có niềm tin. Này, thằng Hải Cầu nhá. Em ơi, đừng có tin thằng chó Hải Cầu này. Em biết không, thằng này trước đây nó lừa của anh lấy một cái ví, xong rồi lừa lấy xe máy, xong rồi bắt anh là phải vào công ty đó. Hiểu nhầm thôi, ai lừa làm gì, tớ mượn đấy mà. Cái ví cái xe ấy đang ở ngoài kia, tí ra mà đi về nhá. Nhớ. Thế thôi, nếu như bây giờ mà em không tin ý, em có thể ngồi đây, em có thể tham dự được cái cuộc ký kết này cũng được mà. Thôi được rồi, tạm tin là thế. Tạm gì, mình tin luôn. Come on, bàn việc nhanh, về con đi ngủ ấy. Rồi. Chào em nhá. Về nhá. Về nhé. Tại sao anh phải chào nó nhỉ? Riêng con này em không thèm nói thì thôi, nó có khách. Chứ cái loại này em về em bắt cổ ngồi ăn chùi luôn. Chú là phải dạy dỗ cho nó. Đúng rồi. Riêng con này, đó. Anh yên tâm. Về đến này nó đập anh chết. Mày. Thôi, không tranh luận nữa. Cái chuyện đấy chúng ta sẽ giải quyết nhá. Rồi. Bây giờ hai cậu ngồi yên đây. Tôi ra tôi mời đối tác vào. Nhớ này, người ta là người nước ngoài. Nhá. Mỹ về đấy, cho nên là tất cả phải lịch sự, nhẹ nhàng. Mình là người hiểu biết, sống là phải có niềm tin. Nhưng mà thật sự mấy bạn nhé, này tao không tin được thằng này đâu. Cái thằng này nói thật sự nhá, nó nói thế thôi. Nhưng mà nói tóm lại này, tin gì loại này đấy. Thôi, thực ra là như này này. Hôm nọ tôi đến đám ma ấy, thấy đối tác tham gia nhiệt tình. Nói về công ty của mình. Là bây giờ clip tốt nhưng mà tình hình quá căng. Mày nghe đi chứ. Bởi vì nội dung là ba lăng nhăng. Cho nên là muốn phát triển ấy phải tăng view nhiều. Mày đừng có mà nói điêu. Nói điêu gì, nó là Việt kiều mới đừng có khinh. Đây. Mày đã nghe bạn mày giải thích cho mày chưa? Rồi. Mày đã hiểu chưa? Hiểu. Mày có thằng ngu này. Tao nói như thế nào, tao vẫn hay nói với mày như thế nào. Sống là phải có niềm tin. Ngồi xuống đi đi. Này. Này. Nói thật sự hoang mang. Hoang mang. Tôi tin. Thế thôi. Ngồi đây. Việt kiều chứ đâu phải cái chuyện nói điêu cả ngày. Đây. À, dạ. Đây. Xin mời bà ngồi. Xin bà. Ở đây cứ gọi bà cho nó tiện. Xin giới thiệu với cả hai bạn. Đây là Madam Lâm. Việt kiều Mỹ. Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty BH Media rất nổi tiếng. Như các bạn đã biết, cho nên hôm nay tôi đích thân mời bà ở đây để trao đổi công việc cụ thể với hai bạn. Mong là có sự cùng nhau hợp tác và kiếm tiền. Hai. Ba. Bốn. Không phải là điểm danh, đấy là chào thân thiện. Đấy, tiếng Anh. Chào thân thiện, hai là chào, tôi cứ tưởng điểm danh để đi ăn. Thì đấy, thấy về đây ba thì bên này phải nhanh trí bốn chứ nè. Thôi nào, tập trung vào việc không nhỉ? Dạ vâng. Chúng ta bắt đầu làm việc. Cùng nhau hợp tác, cùng nhau kiếm tiền. Đúng rồi. Làm giàu không khó, sống là phải có niềm tin. Thôi, nói ít thế. Dạ, xin mời bà.
anh đây là Mão phải không ạ? À vâng vâng. Lần trước có nghe anh Hợi nói về anh cầm kỳ thi họa đều giỏi. Thì anh đã biết YouTube Facebook chưa? Em thì tôi thì cũng chơi cũng biết. Biết thì để chơi. Đã có ai làm kênh YouTube chưa? Có ai làm fanpage chưa? Có mấy nhờ mấy chỗ nhưng mà giá rẻ quá không làm. Rồi. Cứ phải vào tay em. Anh phải làm video. Vâng. Phải theo trending, phải theo cái xu hướng của khán giả trending, bây giờ xem ấy. Trending là gì ạ? Có nghĩa là người xem bây giờ người ta thích xem cái gì thì mình làm đúng như thế. Những yếu tố quan trọng là mình phải có hot girl. Hot girl trong video. Hot girl. Có không? Hai người thế này nhạt nhẽo lắm không ai xem. Thì hình này là có nghĩa là những video nó nóng hổi cái vấn đề nóng hổi gì. Đúng rồi. Tao bảo mày nhá. Hôm nào mày cầm cái máy quay, tao sang tao tát cho con vợ mày hai cái. Xong mày quay mày đưa lên mày hot. Tao được chó này, tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi. Ví dụ. Có thể là không cần phải là đánh nhau, đánh vợ, đánh chồng. Nhưng mà hôm nay trong làng có những chủ đề gì hay thì các anh làm về chủ đề đấy. Đúng rồi. Có hiểu cái gì không mà? Có hiểu. Thế thì được thôi này. Bà nói thế rồi là chúng tôi rất là phấn khởi. Đấy, bây giờ là đúng làm giàu cũng khó. Có tiền ngay mà. Đúng không? Đúng rồi. Ngày mình vẫn đi cày. Tối mình lại quay video. Đúng. Tuyệt vời quá. Thế bây giờ thôi chúng tôi đồng ý chốt luôn. Chốt. Ký hợp đồng. Ký cái gì? Đã biết bây giờ phải có cái tên thì mới ký được. Thế làm cho tên kênh là Hợi Mão Official. Ok không? Hợi Mão. Kênh của mình Hợi Mão hai thằng rồ. Đây là thằng rồ. Không, Official là kênh chính thức của nghệ sĩ. Phải nghệ sĩ đi. Không sao. Ngay cả cái chuyện vợ chồng ấy hay là cái việc ký hợp đồng thì không tư. Rồi. Bây giờ là chốt ký hợp đồng. Chốt ký hợp đồng. Chốt. Cái này cái đâu? Mày thỏ vào đi. Gì đấy, mày cứ đi đi lại lại, tao cũng tức hết cả đầu. Từ đầu nào? Từ đầu là như này. Hợp đồng của em Việt Kiều 9 chương với lại 3 điều rất căng. Nếu cứ làm ba lăng nhăng ấy thì nội dung view viết là không tăng được nhiều. Phải tìm một con đáng yêu. Em đây. Đi lại xem nào. Đấy. Trời ơi, cái này là được sơ cơ. Thôi. Mão này. Cái con này nó ở phường Bát Âm. Cho nên là mọi thứ là thâm hết rồi. Ở đây mới có mùi thâm. Ở dưới đã bị thâm tí nào. Nói tóm lại này. Con này trông tím ngoài thâm. Bác sĩ kết luận bị ngâm quá nhiều. Ngâm cái gì? Ngâm mưa, ngâm nắng ấy. Nhưng mà nếu con này thì không ai đánh ghen. Bởi vì là nó không thể tạo trend thịnh hành. Đấy, trên dưới thì nát tanh bành. Đấy. Thôi như chim đậu trên cành cây khô. Ảo trông này thôi hả? Nhưng mà nhá. Cái việc này ấy, tìm ai ấy thì phải hỏi vợ tao. Bởi vì này, nó lại rất là khát khao về tiền. Kiếm tiền. Đấy. Come on, baby. Bỏ chân xuống cho sĩ tí. Tình hình nó làm sao? Thì đã tuyển được đứa nào hay chưa? Dạ. Việc mình sai em làm đến nơi đến chốn ạ. Mình cứ yên tâm, vô sự tư đi. Không đến chốn thì lại vả cho phát đấy. Đấy. Bắt đầu ấy. Con kia. Xê ra. Con này mau mau đi ra. Không là con ấy nó ném cái bình hoa vào đầu. Vợ thì tao nó rất là ngầu ấy. Đá một phát thì xuống cầu như chơi. Đi ra đón khách. Đi ra đón khách đi. Ra đón khách vào đây cho tao. Vào. Đang vào rồi. Nhưng con này nó hơi bị buồn. Chiều nay có mấy con chuồn chuồn nó bậu quanh. Ôi giời, chuồn chuồn gì đây em đây. Chào anh chị.
Ê, ngồi xuống đấy. Ê, con bé này tên là gì? Tên gì? Mà tại sao lại mang cả bánh mì đặt trước mặt anh? Tên em là gì? À đây, mọi người cho tụi em xin tự giới thiệu. Em tên là Thái Thị Thừa. Quanh năm suốt tháng bán nước dừa đồ thôn. Rồi, em này trả lời rất khôn. Không như cái con bé cứ sồn sồn, đứt tay. Rồi. Thế đây, tình hình nào? Đơn giản như thế này nhá. Thì là em xin vào thẳng vấn đề cho nó vuông. Rồi, là mục thẳng đích vuông. Rồi. Vâng. Mục đích của em là làm sao là cho em nó nhanh nổi nhất. Rồi. Mà ở trên cái mạng xã hội nó gọi là cái mạng chích cái gì đấy? À chích. Chích cưng á? À đây. Chích choác. Đúng rồi. Đấy, theo cái kiểu mình đọc tiếng Anh cho nó sang mồm ấy thì gọi là chích chóc anh ạ. Đấy. Như gà chích thóc. Rồi. Đấy. Mà anh có biết không? Trên cái mạng xã hội TikTok của em ấy thì nó lại có một cái lượng follow nó rất là kinh khủng. Nó thuộc vào cái loại mà nó là bao nhiêu? Nhiều lắm anh ạ. Nó là số nhiều không đếm được mà rồi. Là số ít cũng không đếm xong. Nó rơi vào khoảng là 2 follow. Nhiều. 2 follow là số nhiều rồi. Đúng rồi, quá nhiều. Cứ miễn sao mà chuyển là được. Thế là lượng theo dõi ấy đấy. Bố em là 1 này. Đấy, mẹ em là 2, gia đình em rất thương yêu nhau. Thế thì không phải đi đâu. Đến đây một phát là follow rất nhiều. 3 này. 4 này. 5 này. Cái con kia là 6 nữa. Này. Thế là trong 1 giây mà em có 6 người theo dõi. Rồi. Tức là không phải follow nữa mà là follow nhanh. Đúng rồi. Nhanh. Ôi nhanh quá. Được. Quá nhanh. Được không? Được. Thế bây giờ là chốt nhá. Chốt luôn. Chốt luôn. Vào hợp đồng luôn nhá. Vào luôn. Đấy. Tao tiến hành thôi. Vợ tao lại rất tham tiền. Nếu được cái nó lại không phiền đến ai. Mày nói cấm không có sai. Rồi. Nhưng tao chỉ sợ nó có thai thì thế nào? Có thai có làm sao? Tháng nào nó chả vượt rào thành quen. Này, không khác gì con bé sen. Hôm qua nó lại mặc cái váy ren chết người. Thôi này nhá. Thế này để vào công việc luôn. Thì tao bàn làm sao để tao có cái cách kiếm tiền tốt nhất, nó nhanh nhất. Phô nhanh. Thật đấy. Thế là thế nào nhỉ? Thế
những cái điều khoản như này. Còn bà ấy, trả lại tiền cho tôi. Ơ vẩn, đi ra này. Ơ thưa kìa. Cái tên nào? Ơ kìa. Ơ này, này, này. Ơ kìa. Ơ này, này. Ơ. Từ ra. Ơ kìa. Ôi tiền năm tao cầm hết rồi gì à, không phải không, không đưa bọn này gần hết mà thế này bọn mày phải mặc cả chứ. Ui thôi chết rồi, thế hóa ra cái đám vừa nãy đánh ra là không phải mình thuê. Không phải, không phải, không phải. Nếu biết thế thì đã không phải thuê bọn này. Đúng rồi, ngay từ đầu đỡ phải thuê để bọn ấy nó cứ tự đánh thôi, có khi còn đông hơn bọn mày ấy. Mà lại kịp thời. Ừ. Không phải đỡ phá hợp đồng. Chán quá, chán trùng quỷ cũng tại thằng này. Ừ, để cho hành hạ đọa đẩy người ta. Nhìn hoàn cảnh là ông thấy xót xa. Ừ. Nhưng mà đấy là chuyện của người ta chứ không phải chuyện của nhà mình. À thằng khốn nạn này, mày thấy dày tao. Rồi khốn nạn này. Ôi thôi chết rồi. Thế bây giờ cày view kiểu gì? Thế này là mình không làm đúng hợp đồng cho BH Media thôi. Không, nhưng mà nó lại có cái hay. Có hay gì? Bởi vì cái bà madam kia bà bảo phải làm tự nhiên. À. Ờ thì có khi là kiểu tự nhiên là view nó lên. Đúng rồi, đúng rồi. Thế này. Thế mà cái hội kia nó cũng đấm cho sưng một mắt nữa nhỉ, có phải đẹp không? Mày tí mất đôi giày của tao. Vớ va vớ vẩn. Ờ hay nhỉ. Nhưng mà trong cái rủi có khi là có cái đen. Cái mày, cái mày. Đi đi. Chết này, em ơi, đây rồi, vào đây, ngồi cả xuống đi. Vâng ạ. Giới thiệu với hai em, đây chính là công ty Entertainment Cây Dừa, trung tâm đào tạo những người chưa ai biết đến sẽ trở thành những ngôi sao tỏa sáng rực rỡ luôn. Phương châm của anh ấy, cuộc đời này sống là phải có niềm tin. Mà các em ấy đã tin tưởng anh rồi thì không có lý do gì mà các em không tin tưởng vào bản thân của các em. Dạ, anh cũng tin tưởng rằng các em trong một thời gian ngắn nó sẽ tỏa sáng. Các em có thể có được 100.000 nai là cái chuyện bình thường. À, anh ơi, sao lại hiêu nai ở đây? Em tưởng là hiêu nai là chỉ để làm món ăn thôi. Tư duy của các em nó ấu trĩ lắm. Đó, chỉ hiểu đến cái mức độ đấy thôi. View ở đây là gì? Xem. Like là gì? Này. À... 100.000 like. Hiểu chưa? Rồi, em hiểu rồi. Đúng. Các em ý, anh nhìn sơ qua nhé. Ngoại hình có. Nhá. Chất giọng là có. Rồi diễn xuất cũng có. Mình có thể đi theo nhiều đường. Có thể là người mẫu này. Có thể là diễn viên này. Có thể là ca sĩ. Mà Sugar Daddy của các em ấy đã dặn rồi nhá, là các em bây giờ phải chịu khó tập gym nhá, rèn luyện thể hình sao mà vừa khỏe vừa khéo vừa đẹp. Hiểu chưa? Có hiểu chưa? Anh nói hiểu không? Hiểu rồi. Mà anh ơi, cái tiền học phí thì như nào anh nhở? Vừa mới nói là sống là phải có niềm tin, tại sao lại cứ phải hỏi học phí nhở? Tiền nong ở đây có quan trọng gì? Đã có Sugar Daddy của các em lo hết cả rồi. Nếu như mà Sugar Daddy của em không lo được cho các em ấy thì lúc đấy tôi nhắn tin cho anh. Được thế thì tốt quá anh ạ. Yên tâm nhá, ở trung tâm này nổi tiếng. Thế à, đây rồi, đây rồi. Tốt quá. Ôi ơi, hẹn hò cái kiểu gì đấy nhở? Hello. Xin chào. Mình đấy. Đây. Giới thiệu với hai em, đây là anh Lê Văn Mão, phó giám đốc của trung tâm Entertainment Cây Dừa. Anh Mão đây là một người hết sức nổi tiếng. Tất cả những ai muốn đến với gần với khán giả thì đều phải qua anh Mão đào tạo và rèn luyện. Đấy, thì giới thiệu với cả anh Mão, đây là hai em mà tôi đã nói chuyện qua với anh rồi đấy. Hôm nay mang đến để chăm sự những anh, anh sẽ rèn luyện cho nó nên người. À, vâng. À, anh nói hết rồi chứ? Rồi. À, bây giờ tôi bắt đầu nói đây. Thế này nhá. Vào đây ý, quả sẽ thành công.
Matit sẽ biến thành ông Benny. Đấy. Bây giờ em chẳng ra gì, chỉ vài ba bữa là nhất nhì trung tâm. Thằng này nó có hơi hâm. Chuyên môn nó ổn, yên tâm mà luyện rèn. Ông này ngọt như đường phèn, mới đầu tôi thấy hơi hèn, hơi hâm. Thôi, vui thế đủ rồi nhá. Thôi bây giờ là anh sẽ bàn giao hai em cho anh Mão đây. Dạ, các em như thế nào thì tôi đã trao đổi với. Trong một thời gian ngắn, anh tin tưởng rằng các em có thể là cả nước chưa biết đến. Nhưng mà miền Bắc chắc chắn là ai cũng biết hai em. Và tôi cũng nói luôn là thế này, hai em cứ yên tâm. Vì ở đây trung tâm vừa đào tạo ra hai ca sĩ hiện nay đang kiếm tiền hot trên mạng xã hội. Ai? Đấy, đó là ca sĩ Nát và ca sĩ Jun. Ui dồi ôi, thế có là qua trung tâm này nhỉ? Qua trung tâm này. Chúc mừng. Đấy, cho nên các em cứ yên tâm luyện rèn. Đấy. Đấy. Nát mới cả Jun mà còn ở đây. Đấy. Thì hai em chắc chắn là phải là bầu trời. Đấy. Nhá. Thôi tôi đi đây, tôi còn có việc nhá. Thế nào mà có ai mà có nhu cầu mà muốn đến đây để đào tạo qua trung tâm thì tôi lại chăm sự là nhà Mão nhé. Xin cảm ơn anh. Tôi yên tâm học hành nhá. Anh về nhá. Em chào anh. Em về nhá. Áo bộ bọc còn ghé. Cái gì? Tiền nong nhớ chuyển khoản cho tao. Một người chết cho bọc cái. Tiền nong một khoa một thiết phải cái mà cái gì? Nó bóc cổ không nói cho câu nào. Thôi các em cứ bình tĩnh nhé. Điên chó. Anh ơi. Hả? Thế bây giờ mình học gì anh? Từ từ, anh ấy ngẹo hết cổ thằng chó, nó bẻ cổ đau không chịu. Thế này nhá em ạ. Vào với trung tâm ấy thì là mỗi thầy sẽ dạy về một chuyên môn. Thầy thì dạy về diễn xuất. Còn có thầy thì lại dạy về thanh nhạc. Có thầy dạy về siếc ảo thuật và kỷ lục Guinness. Đấy. Sao lại có kỷ lục Guinness ạ? Có hết, ở trong này có tất. Kỷ lục Guinness thì bao gồm những cái môn này: rung cây dọa khỉ, ném bùn sang ao, cầm đèn chạy trước ô tô. Đấy, vẽ đường trên heo chạy, đảm bảo thi bên ngoài thắng luôn. Những bộ môn lạ nhỉ anh nhỉ? Quá lạ luôn, trong này trung tâm nó là thế mà. Đến bây giờ nhá, thì thầy sẽ gọi thầy thanh nhạc vào để hướng dẫn đào tạo các em. Thế thì chăm sự nhờ thầy ạ. Này nhá, thầy PD nhá. Bây giờ các em cứ học tốt nhá. Bây giờ sẽ có thầy vào huấn luyện các em về môn thanh nhạc. Ôi trời, cái gì đây? Tưởng con này nó liên hoan rồi, hôm nay nó lại xuất hiện đây. Thôi đi nhá. Để cho thầy thanh nhạc vào nhá. Alo, mày đến đâu rồi? Có một coi nhạc cái gì? Khách người ta đến gần một tiếng đồng hồ, bây giờ mày đang ở đâu? Hả? Mày bảo gì? Mày không dạy đây, mày dạy chỗ khác hả? Này mày sợ buồn cười thế, mày chê ở đây không có lương à? Ở đây lương thấp à? Thì thôi nhá, tao không cần nữa. Vừa va vừa vẩn hứa với người ta rồi. Ôi trời ơi, ở đây này, ông đây rồi, ông đây rồi. Ông ơi, ông ơi. Ôi trời. Này, thôi, đến phải đánh tiếng nó giật cả mình. Không đuổi bướm mất sâu đâu. Này, ông có dạy được thanh nhạc không? Rồi lại dạy nhảy, rồi bây giờ lại dạy thanh nhạc thì bao nhiêu thầy không ấy. Mà này, mày bây giờ là dưới tổng giám đốc, là có mày là giám đốc lo cái việc đời sống cho anh em. Mày xem ông này, 6 tháng này không có tiền cắt tóc, tiền mua rượu chả đủ. Thì khổ quá, đấy công ty con có đã được lương đâu. Nhưng mà đấy, hôm nọ mày nó cho cắt tóc, đấy cũng là mày rồi. Nhưng thôi, ông yên tâm. Sao? Bây giờ có hai con gà, nó vừa mới đến xong. Mà cái thằng Hải Cầu nó hứa là đợt này nó sẽ đưa rất nhiều tiền. Đấy, cái cắt tóc này cắt làm gì, cứ phải để này cho nó giống nghệ sĩ thì nó mới tin. Ý là bây giờ tao phải dạy cho hai con gà kia nó biết vâng, cái gì. Vâng, xong là có lương luôn. Thế thì phải bảo thằng Hải Cầu nhá. Vâng. Là nó lấy cái tiền học phí của hai con kia trả lương tao đấy. Vâng. Không đủ 6 tháng đâu. Con thề luôn. Uống rượu sách còn trả vâng. Đủ, mày thề đi. Con thề, nếu con nói sai con là con chó. Chó thật nhá. Vâng. Phải biết sủa nhá. Vâng. Thôi, ông vào đi. Không có chó thì bắt mèo dạy thanh nhạc. Ôi, mèo mò con không. Ông vào nhá. Yeah. Ôi, mày thế. Trong cái rủi đây có cái đen. À, có cái mày.
sướng chết đi. Giỏi ơi. Hai em hả? Học sinh mới của trung tâm phải không? Vâng ạ. Ở trung tâm thì có rất nhiều thầy và cũng có rất nhiều những cái nhân cách khác nhau. Có cái thầy thì tóc thì rất là chọc và ngắn thì lại là nữ, còn thầy thì là men xịn. Mỗi cái là 6 tháng nay chưa có tiền lương nhưng chưa cắt được tóc. Làm quen nhau cái nhỉ? Đúng vậy. Được. Được. Các em rất là có triển vọng. Ngồi đi. Thì cái câu đầu tiên tôi muốn hỏi các em là các em biết thế nào là thanh nhạc? Thanh là gì? Ai biết? Em có ý kiến. Em. Theo em nghĩ thì thanh là một cái que hoặc là cái gậy để có thể chọc hoặc là vụt gì đấy ạ. Câu trả lời không sai. Nhưng mà ở trong môn thanh nhạc thì chưa đúng. Em thanh là gì em? Theo em thì thanh là bố em. Hả? Sao lại thanh là bố em? Bố em dùng để chọc để đánh à? Không, thì bố em tên là Thanh, Hoàng Văn Thanh. Cũng không hề sai. Nhưng mà trong môn thanh nhạc thì nó không đúng. Bây giờ thế này. Khi mà chúng ta hát lên, đó là cái thanh âm để truyền cho khán giả. Cái thanh âm ấy phải mang đầy màu sắc và tình cảm. Nó mang đủ trường độ và tiết tấu. Các em hiểu không? Ví dụ người ta muốn nhún nhảy thì người ta cũng phải nhún nhảy trên tấu, đúng không? Sa la 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 ta ra ra ta ra ta da 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 thế, đúng không? Đấy là những cái bài học đầu tiên để các em bước vào đỉnh cao của nghệ thuật. Bây giờ các em biết bài gì từ thuở thơ mình thuộc nhất thì tôi sẽ dạy cho các em đầy màu sắc của thanh nhạc. Bài gì? Con bướm xinh. Con bướm xinh. Rất tốt. Rất là nhiều người thích con bướm xinh. Ngay cả thầy đây, thầy cũng thích con bướm xinh. Nhưng hôm nay thầy sẽ dạy cho các em bài con chim. Con chim non nhá. Nào các em thử đập tay theo thầy nào. Con chim non. Nghe này. Con chim non trên cành sà cao hót beo nhá. Nhá nào, nghe này, nghe này. Nào các em đập theo nhé này. Con nào. Con chim sân không hải đập không, đập vào đúng này. Con chim đập vào đúng, vào đúng vào chim nhá, đập vào đúng vào chim nha. Con chim sà non. Đây, đập đúng chim, bọn em chưa đập đúng chim nhá. Con chim sà non trên cành sà cao hót beo von. Hót veo sà von. Em yêu chim sà chim à, em quý, quý sà chim. Chim vì mỗi lần sà chim hót em vui. Đấy, tương đối đúng nhưng nhớ nhá. Được, em tập lại từ giờ đến trưa trả bài thầy. Được chưa? Thầy để cho các em một mình các em tự tập và các em tự tin. Hai bạn phải bảo ban nhau làm sao này. Con chim đập đúng chim thôi nhá. Đấy là những cái bước đầu tiên để các em bước vào đỉnh cao. Khó đấy thầy ạ. Không khó, nó chỉ có 1% là năng khiếu, còn 99% là phải tập luyện. Xin em quý sợ chim. Nhớ, nhớ chưa? Nhớ nhá, nhớ nhá. Em yêu sợ chim, em quý chim. Lên luôn.
Mẹ không chịu à? Mẹ không thở đâu. Thấy mệt chưa? Chưa. Phải nói thật sự là vợ thằng họ kêu gọi không chịu à? Ăn đủ cái gì đấy? Bác buồn cười thế nhở? Người ta bảo là con thầy, vợ, bạn, gái, cơ quan. Sao bác lại bảo em là kêu gọi thế nào? Thì mày có ngoan thì tao bảo mày ngoan. Chứ bây giờ mày không ngoan, tao nói mày ngoan thì tao thằng điên. Nói tóm lại thế này, tao bảo là cái đám mấy em này mày đưa đến, em nào cũng kêu gọi. Đấy, hấp dẫn. Được không ạ? Đấy, nhìn đâu ra đấy. Đấy, đúng không? Chứ mày sao thèm vào. Chẳng thèm vào thì thèm ra. Thấy à? Bác ơi, gì? Tôi nhanh khẩn trương vào việc đi. Mất thời gian quá. Dỗi, dỗi. Bây giờ này nha. Thôi thì đứng để tập phân công luôn nhỉ. Phân công luôn? Bây giờ này. Đợt tới đây. Là. Cái đám mừng thọ này. Nó cần chúng ta hai tiết mục. Đấy. Thì cái tiết mục thứ nhất. Đó là. Cho các cụ. Thì các cụ là thích là. Về ca nhạc của chú Yên Hoa đấy. Thì mình đưa ra cái bát âm. Đấy. Thì sau khi người ta bảo rồi là cơm no rượu say thì các cụ bay nghe lên giường. Đấy ngủ. Nhưng mà cái đằng sau mới là quan trọng. Là toàn thanh niên trai tráng thôi. Đúng rồi. Cái đám đấy nó mới trả tiền cho mình. Đúng rồi. Thì mình phải phục vụ là nhiệt tình luôn. Cho cái đám này thì nó cần chi dây. Là đấy. Cái đội này của em đúng không? Cái đội của em. Thế thì quan trọng nhất là cái chỗ đấy. Bọn này nó ăn chơi thâu đêm suốt sáng mà, cho nên các em phải nhiệt tình, càng nhiệt tình thì mình càng có tiền. Đúng rồi. Thế để cho nó chuyên nghiệp thì bây giờ anh hỏi tên các em để anh còn đặt những nghệ danh lên sân khấu cho nó hoành tráng nhá. Thế em tên gì? Em tên là Xoài ạ. Tên Xoài. Ôi giời ơi, vứt. Thế này. Em tên là Xoài. Ui lại Xoài. Ôi giời ơi. Các em gì? Em tên là Huyền ạ. Huyền ạ? Em ạ. Em tên là Mia. Mia. Từ rồi thế này nhá. Tên các em thế là không được. Đi vào ai thì cứ xồi với xoài nghe kinh. Thì đấy anh, nó ở quê ra. Nên hôm nay là phải có đại ca đặt cho các em nó mấy cái nghệ danh nghe cho nó kêu. Thế này nhá, tôi nghĩ ra rồi. Nghệ danh như thế này. Con này ở quê là xoài. Đúng rồi. Đấy. Giờ ra thành phố là hoài tha thu. Ui hay quá. Hay quá. Em này ở quê rất ngu. Giờ ra thành phố đồi ngu thật rồi. Đấy, em này tên gọi là Trôi. Đi ra thành phố thì là hồi Hà Hương. Ui hay quá, hay quá. Em này trông rất là mơ ước. Khi ra thành phố tên Thương họ Huyền. Hay quá. Vỗ tay. Mà trước con này yêu thằng Tuyền. Đấy, khi ra thành phố bỏ lời nguyền chia tay. Hay quá. Hay quá. Còn con này tên là Phay. Đi ra thành phố khổ con này thôi gì? Bác một cười nhá. Đánh đi. Đánh đây. Đánh nữa vào. Đánh nữa đây. Thằng chồng ấy đâu? Ở nhà thì nó là chồng em. Khi sang với bác thì bác phải kèm thế thôi. Bác đúng là cái thằng dở hơi. Chuyện chồng chuyện vợ thì bác cứ khơi rồi một cười. Mày mà là vợ tao thì làm sao? Thì tao tát mày vỡ mồm. Cái gì? Mày bảo tao đây vỡ mồm. Tao này vỡ mồm. Mày có nhớ cái con chó xồm ở quê không? Phát thì ra bờ đê. Mà lúc nãy mày tỉ tê cái gì? Mày tỉ tê cái gì? Đừng có mà đánh trống lảng nhá. Công ty. Đi đâu bây giờ mới về? Đây là công ty. Đi đâu? Khổ quá, bên sông có cụ ra đi. Cái phần phụ trách tử thi là mình. Đúng rồi, vợ mày rất là nhiệt tình nhá. Mệt phò như thế vẫn sập sình với tao. Cái thằng chó này mày sập sình cái gì? Mày sập sình cái gì? Khổ quá, hiểu nhầm rồi. Sập sình ở đây là nhảy nhót nhé, tập đi.
chứ ai làm cái trò gì đâu, có thèm vào. Ui trời ơi. Mà này, cái ông bên sông ông đi là ông nào? Lão Mùi. À, mà mày tệ thật ấy. Lão Mùi chết rồi chả sang. Mà cái lão có mời tao đâu mà sang. Này cái con này, người ta chết người ta mời làm sao được nữa mà sang. Ừ đúng nhỉ. Đúng là cái thằng dở. À, thôi, bây giờ tình hình như thế này này. Đồng chí thủ trưởng là dẹp cái đống này đi. Để đây với lại đồng chí này còn phải tập. Người ta đến giờ hoàng đạo rồi, làm sao mà chờ được. Dẹp cái gì? Dẹp cái đống này đi. Đấy là việc của mày. Mày. À quên. Đấy là việc của ông. Chỉ còn đây là việc của tôi. Ông có biết là tôi thuê cái đội này hết bao nhiêu tiền không? Mà tôi thuê là tôi thuê theo giờ, theo tiếng đấy nhá. Đội này đội DJ. Đấy. Khi màn đêm buông xuống là các em không hoạt động nữa. Trở về với cát bụi nhá. Trở về với cái gì? Trở về với cái bàn DJ. Biết là thế nhưng mà khổ quá, nghĩa tử là nghĩa tận. Nhưng người ta bây giờ thì chết rồi. Thôi chết thì cũng chết rồi. Cái việc tập luyện thì ra ngồi bờ ao. Thì nó nói thế thì biết làm sao? Bây giờ hai thằng bố chiến ra bờ ao mà ngồi dân. Đi. Trời ơi, tồi may rồi, cũng cẩn thận là ông mày cho ông cây sồi mày ra đi. Thôi đi. Nha. Vào đi. Làm sao? Lại rồi à? Kệ mày. Các em ơi! Thứ bảy máu chảy về tim, lên luôn.